Kính thưa quý cha, quý anh chị, tôi là Song Nguyễn Bằng Yến. Như quý cha cũng như quý anh chị em, nguồn gốc ngày Valentine không nói ra, quý anh chị cũng đã biết. Và chương trình thăng tiến hôn nhân, giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam tại Atlanta đã thực hiện được lần này là lần thứ 9, thật là ý nghĩa và tốt đẹp. Cái chết của cha Valentine là một cái chết chính nghĩa cho tình yêu cao cả, một cái chết vì hạnh phúc của tha nhân, và một cái chết góp phần xây dựng mái ấm gia đình theo tinh thần Kitô giáo. Từ đó, ngày 14 tháng 2 hàng năm, cha Valentine đã được chọn là vị thánh bổn mạng của các cặp tình nhân. Hôm nay, trong bầu không khí của ngày Valentine trên toàn thế giới, chúng ta và đặc biệt là chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình hướng về ý nghĩa cao cả trong ơn gọi đời sống gia đình, ơn gọi bí tích hôn nhân. Ngày tình nhân giúp cho những người là cha, là mẹ, là chồng, là vợ biết trân trọng, biết giữ gìn tình yêu của người bạn đời, cảm nhận được niềm vui sâu xa, biết quảng đại, biết hy sinh, biết cho đi để xây dựng mái ấm gia đình tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc, trong niềm thác tín vào sự quan phòng của Thiên Chúa, sự phù trì nâng đỡ của gia đình thánh gia mà chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình của chúng ta đã chọn làm bổn mạng. Và ngày hôm nay, ngày tình yêu, giúp cho các gia đình hãy nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, và chúng ta có thể coi ngày hôm nay vợ chồng của chúng ta sẽ coi lại sống bên nhau được bao nhiêu năm. Đối với các bạn trẻ, đây là dịp để các bạn nghĩ đến đời sống gia đình. Chúng tôi xin trân trọng kính chúc chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình kiện toàn, thành đạt, và chúng tôi cũng ước mong rằng chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình các nơi nên chọn ngày này để tổ chức ngày lễ tình yêu cho các gia đình. Trân trọng kính chào quý cha và quý anh chị em.